3 lần vô địch của tỉnh Nghệ An, 3 huy chương bạc toàn quốc, 1 huy chương đồng giải quốc gia, top 5 châu Á. Ở nội dung cổ điển finish 1m60, Nguyễn Văn Lý dường như không có đối thủ trong tỉnh. Không những thế, anh còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự đam mê và lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực cho đồng đội của mình. Gia đình nhà Lý Thoại là có anh em đều đam mê cái bộ môn thể hình này. Về phần tập luyện thì anh em là mua những xi măng, rồi cát, đá và đúc ra các quả tạ để tập luyện. Và song song đấy thì hai anh em để thực hiện cái đam mê của mình thì hai anh em là cũng có những cái thời gian gắn bó với cái công việc là làm phụ hồ để kiếm tiền. Để bước vào cho hai đứa đi theo cái ngành thể hình này là gì, cái chú cũng bắt ốc mò ngao để bắn rau bắn cỏ gì. Chợ đỏ đến chợ tế là để kiếm đồng tiền thêm vào cho hai con làm chi phí cái kinh phí để đi thi. Sư bài được đến cái ngày hôm nay nè là dì với chú là cùng nhà đất là dì cũng bán một nửa hay một tước một phần sau một nửa sư để cho các con lấy cái tiền chi phí để đi thi các nước nữa nè. Dư về được ngày hôm nay nữa là dì với chú cùng đi ra xã hội là cùng thật mát lòng mát ruột. Với những nỗ lực và niềm đam mê, sau bao mồ hôi công sức, thậm chí là nước mắt, Nguyễn Văn Lý cùng với anh trai của mình, người đã cầm trong tay chiếc cúp vô địch thế giới, đã hiện thực hóa được những giấc mơ mà mình ấp ủ, đem vinh quang về cho thể thao nước nhà. Không ngủ quên trong chiến thắng, tháng 8 năm nay, Nguyễn Văn Lý cùng với học trò của mình lại tiếp tục chinh phục giải vô địch quốc gia diễn ra tại Lâm Đồng. Thầy đã trao cho em một cơ hội và đồng thời là thầy hiện tại thì cũng đang chỉ ra cho em những con đường để em có thể thực sự là hướng tới một mục tiêu cao hơn. Và em chỉ muốn nói tất cả những gì muốn nói là cảm ơn thầy rất là nhiều. Trên trận đấu, anh truyền năng lượng cho đồng đội rất tuyệt vời. Ngoài đời sống, anh lan tỏa tinh thần thể thao ở phòng gym của mình, đưa bộ môn thể hình đến gần hơn với mọi người. Và với phong cách biểu diễn linh hoạt, sôi động, được thể hiện qua những nhóm cơ săn chắc, cân đối, cuồn cuộn và tràn đầy sức sống, Nguyễn Văn Lý hứa hẹn sẽ là một đối thủ nặng ký trên các trận đấu quốc gia năm nay và các giải châu Á.